Everybody, it's a live Zoom, especially for Vietnamese market. And this is actually eighth Zoom that we've been making for international markets. We are very pleased to make this special Zoom for Vietnamese people because we expect Vietnamese community to grow exponentially. Xin chào tất các anh chị, rất vui mừng được gặp lại các anh chị vào một cái buổi đầu năm như thế này, và đây là chương trình quốc tế. Và lý do cho cái việc mà có một cái chương trình quốc tế như thế này là bởi vì là chúng tôi rất là kỳ vọng vào cái sự tăng trưởng rất là đặc biệt từ phía thị trường Việt Nam. Okay, go ahead please. Okay, my name is Ilya Manin. I'm one of the founders of Daisy, and I'm actually based in Thailand. So I've been 9 years in Thailand, and of course, because Vietnam is very next to Thailand, so I've been many times. I've been a few times to Nam, and I look forward also to visiting everybody in Vietnam in the future as we grow. Và xin giới thiệu rất một chút ngắn gọn về mình. Tôi là Ila ABC, tí nữa chúng ta sẽ nghe sẽ quen thôi. Và tôi đang sống tại Thái Lan với 9 năm ở đây. Tôi cũng đã có cơ hội làm việc và sang với Việt Nam một vài lần, và hy vọng rằng nếu cái cuộc tiến triển là tốt thì tôi cũng sớm được gặp các bạn tại Việt Nam. Please. There are some members who joined in our initial launch in January, and I believe there are also some people on today's call who haven't joined yet. Và lần trước thì trong cái cuộc mà nói chuyện lần trước thì vào tháng 1 ấy, thì trong cái lần trước thì đã có một số các thủ lĩnh là đã tham gia, và tôi tin rằng là trong cái cuộc gặp ngày hôm nay thì một số của chúng ta đang ngồi đây là chưa đăng ký. Please. I want to thank everybody for your patience. Those people who joined in January, I know it's taken much longer than we expected. And also, I want to thank those people who didn't join yet, but they are waiting patiently for us to launch in March. Và tôi cũng phải nói luôn cái lời cảm ơn chân thành của tôi đối với những anh chị nào, những thủ lĩnh nào, những nhà đầu tư nào đã tham gia vào tháng 1 năm 21 vừa gần đây. Và tôi biết anh chị cũng đã rất là chờ đợi những cái gì nó đang diễn ra. Và tôi cũng cảm ơn cái sự nó gọi là cái sự kiên nhẫn của những anh chị nào mà vẫn chưa tham gia. Bởi vì là đây là cái gì chúng ta đang rất rất kỳ vọng nó diễn ra vào tháng 3 này. Please. All the founders now gathered in Dubai. So we are in Dubai, and just a couple hours ago we had a global big English Zoom updated call, and we announced that the target date for our relaunch, for our reopening, is March 15th. Và tôi rất là vui mừng để nói với tất cả các thủ lĩnh ở đây, những nhân vật quan trọng, rằng là những cái gọi là nhóm, nó gọi là nhóm cái nhà sáng lập ấy, thì đang tụ họp tại Dubai, và chúng ta đang hướng đến một cái ngày ngày ra mắt công ty, và một ngày rất là cụ thể, đó là ngày dự vào ngày 15 tháng 3 năm 2021. Please. Just to remind you what happened on initial launch in January. Actually, in 4 days, we onboarded 53,000 members. 53. 53,000 members we onboarded on our initial launch. Đó thì cũng phải cập nhật cho tất cả các anh chị rằng là vào cái ngày mà chúng ta đã khởi động cái dự án này vào tháng 1 thì đã có 53.000 lượt đăng ký thành viên khác nhau các anh chị nhá. Đấy là con số cập nhật. Please. And we had a revenue of more than $40 million. Và cái doanh số chúng ta đã tạo ra đạt con số tương đối là thú vị, đó là 20 triệu đô la Mỹ. Please. I know many of you that you come from a network marketing background, so you do realize that no other company, no other project actually has done such a significant results in such a short period of time. Và tôi biết các anh chị là những có một số các anh chị đã trải nghiệm tương đối sâu sắc trong ngành kinh doanh mạng MLM, và chúng ta biết rằng là trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trong một cái dự án ấy, là cũng không có nhiều cái thương hiệu có thể làm được cái lên cái thành tựu đó trong cái khoảng thời gian khởi động đó.
Please. And what is the most amazing part is actually we started on a, we call it like a broken engine. We had some major issues with the smart contract with the back office, but still we onboarded so many people and we made so much money in a global revenue, right? So now, as we reopen in March and we expect smart contract to operate smoothly, we believe that we will create even bigger momentum. Đấy, thế thì cho dù là chúng ta đã khởi động vào tháng 1 và rõ ràng là cũng có những vấn đề còn chưa hoàn hảo ở đây liên quan đến back office, tức là cái văn phòng của chúng ta, của mỗi người và một số cái vấn đề khác nữa. Tuy nhiên là chúng ta đã đạt được những cái thành tựu rất là đáng kể, và với những cái gì mà chúng ta đang hoạt động hiện nay, đang vận hành hiện nay thì chúng tôi là hoàn toàn là tin cậy vào cái khả năng là chúng ta làm việc rất là êm đẹp, rất là trơn tru vào cái thời điểm mà chúng ta sẽ chính thức khai trương vào 15 tháng 3 năm 2021. Please. We believe that with Daisy, we will build such a big community in very short period of time that Daisy will become household name. Everybody will speak about Daisy, everybody will know Daisy. And we are not only talking about network marketing industry, we also talk about DeFi industry. We're going to be very, very big in DeFi. And also, of course, we talk about AI industry, which Dr. Anna represents. Và tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ hướng đến một thương hiệu mà được biết đến một cách phổ quát, một cách rộng rãi, một cách rất là phổ thông cho rất nhiều đối tượng khác nhau. Đương nhiên là okay. Trong mảng thông tin mạng, mà còn liên quan đến mảng mà trí tuệ nhân tạo và những cái gọi là household name đấy, tức là cái thương hiệu nó rất là thường nhật, quen thuộc với mọi gia đình. Please. We have a long-term vision for Daisy. It's not a company that comes just to 3 months to raise a lot of money and then to disappear. Okay, we have foundation in this company. We have long-term vision, and we will have after initial phase one, we will have phase two, phase three, and we will be able to introduce many products and many exciting projects on this platform. Và cũng chia sẻ với các anh chị nhân cái dịp chúng ta làm việc với nhau một cách chính thống như thế này, rằng các anh chị có thể biết đến những cái thương hiệu nó tồn tại, cái dự án nó trong vòng mấy tháng, xong đó lại chả biết biến mất vào chỗ nào đó, đúng không? Chúng tôi đã hướng đến một cái thương hiệu nó mang tính lâu dài. Chính vì vậy nó đã được chia cái giai đoạn phát triển thành các pha khác nhau. Sau pha này sẽ là pha 2, pha 3, và ứng dụng rất nhiều cái công nghệ khác nhau nữa, trong đó có công nghệ trí tuệ nhân tạo mà có lẽ phần nào đó tôi sẽ chia sẻ một cách rất là chi tiết hơn. Please. And the biggest reason why we can run long term is because of our partnership and friendship with Endotech and with Dr. Anna Becker that joined, who joined us today on today's call. Đấy. Thế thì tôi cũng cũng nói là cái tầm nhìn đó để cho phép chúng ta có thể đi với nhau một cách lâu dài, và tôi cũng biết rằng là cũng có những đối tác rất là quan trọng thì chúng ta mới có thể đi với nhau lâu dài. Thì đấy là cái điều mà tôi nói. Please. Daisy is a crowdfunding platform. I want everybody to understand this clearly. Daisy is a crowdfunding platform, and we do crowdfund development of super intelligence. It's a next generation of AI system. Đấy. Thế thì đây là một cái nền tảng mà huy động vốn, nó gọi là fund đấy, liên quan đến cloud fund đấy, đúng không ạ? Huy động vốn. Và nó sẽ sử dụng rất nhiều liên quan đến cái công nghệ liên quan đến tương lai, nó gọi là trí tuệ nhân tạo. Please. And even though now we cannot onboard temporarily, we cannot onboard new members, the product side and the development of AI continues. I would like to actually pass microphone to Dr. Anna, and she will show you exactly what is happening on the product side and what is happening in terms of development of AI system. Đó. Thế thì tôi không muốn nói những cái điều mà nó vượt quá những phạm vi chuyên môn, cho nên tôi xin mời một cái người rất là có uy tín trong ngành ở đây để nói về cái mảng mà chúng ta đang có thể đang rất tò mò liên quan đến cái sản phẩm mà chúng ta triển khai, cũng như là cái công nghệ trí tuệ nhân tạo mà chúng ta vẫn nghe để nói đến ấy, trong bối cảnh của Daisy. Nó là gì? Có lẽ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một người chuyên môn về cái này. I want you guys to listen very carefully to what Dr. Anna is going to say, because Dr. Anna is changing
the shape of this industry, and Dr. Anna allows and will allow millions of people around the world, little people, little guys, to make money and not get ripped off or scammed like this happened, unfortunately, in our industry, in other projects. Đó. Thế thì người chúng ta lắng nghe sau đây đó là tiến sĩ Anna, là một người rất có kinh nghiệm, một người đã triển khai rất nhiều cái công trình khác nhau ở trong bối cảnh mảng tài chính như thế này, và chúng ta đang hướng đến một cái sản phẩm có tầm nhìn vào lâu dài, chứ không phải một cái dự án nó trong vòng vài tháng và lại biến mất. Thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe với phần chia sẻ của tiến sĩ Anna. Please. Dr. Anna, thank you very much for joining us. I would like to pass microphone to Dr. Anna, CEO of Endotech, who is in charge of development of AI, and she will be also explaining about the product side. Và ngay sau đây tôi sẽ chuyển cái mic cho tiến sĩ Anna. Chị ấy là CIO, Chief Information Officer, tức là người chịu trách nhiệm cao nhất về mảng thông tin và người cũng chịu trách nhiệm trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo về mảng sản phẩm. Đây là người đúng người cho những bậc chuyên môn đấy. Các anh chị có thể cùng lắng nghe. Miss Anna, please. Thank you, Ilya. And I would like to thank the community of DAISY for helping us to enable DAISY project and for us to start DAISY project. Cảm ơn cái phần chia sẻ tuyệt vời giới thiệu vừa rồi. Và lời cảm ơn thứ hai là tôi phải nói ngay là đến với toàn bộ cộng đồng của DAISY. Bởi vì nhờ có các anh chị, các nhà đầu tư, các thủ lĩnh mà những sản phẩm này mới có thể đến với thị trường và đến với tất cả công chúng. I would like to start with sharing with you white paper, the document that describes our vision for the project and for the future of AI. Đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả chúng ta một cái rất là thẳng thắn, một cái thông tin liên quan đến sách trắng, nói đến cái tầm nhìn cũng như là cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo như thế nào ở trong bối cảnh của DAISY. In this document, we're talking about high risk, high return investments and how AI can be applied in unlocking the alpha. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ nói về một cái khoản đầu tư mang tính tương đối là đặc biệt, nó khác với cái khoản đầu tư thông thường. Đó là cái khoản đầu tư mà rủi ro cao nhưng mà lại có xác suất lợi nhuận cao. Cái gì nó cũng hai mặt của nó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm thế nào để mà cái khoản đầu tư chúng ta làm cái khoản an toàn nhất có thể. Please. We start with explanation about how Endotech, DAISY project and crowdfunding interact in DAISY project overview. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đào tương đối sâu một chút về cái sự tương tác của trí tuệ nhân tạo rồi là huy động vốn, nó đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của thương hiệu này. Then I hope that people that read English and then later we will translate it to other languages can read market analysis that explains the other companies and other opportunities that people have and compare it to what we are trying to achieve here. Và ở đây thì trước mắt là cái tài liệu này nó là bằng tiếng Anh. Hy vọng là những ai đang đọc tiếng Anh tốt thì có thể đọc tốt rồi, được rồi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chuyển thế sang cái ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt. Đấy, để chúng ta sẽ hiểu được là cái cơ hội chúng ta đang có thì nó khác gì so với cơ hội ngoài kia, và cái đánh giá cơ hội này nó tốt như thế nào so với cơ hội, cái sự khác biệt của nó cũng như là cái sự tiềm năng của nó khác nào so với cơ hội mà chúng ta đã biết đến ngoài thị trường. Please. The rest of the paper is for financial and trading professionals, specifically the first part. Đấy, và cái phần tiếp theo đó là phần mảng phân tích tài chính cũng như là phân tích liên quan đến giao dịch ngắn hạn, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích kỹ thuật này rồi là phương pháp này rồi vân vân, một loạt những cái phân tích liên quan đến tài chính và mảng giao dịch ngắn hạn. Please. We talk about different methods and we explain the missing part that we have currently and Endotech that should be filled by DAISY. Đấy. Và như vậy đấy, cái phần này ấy, chúng ta sẽ hiểu rằng là trong những cơ hội ngoài kia thì ngoài thị trường chúng ta đang gặp phải ấy, thì đâu là những cái thế mạnh của cơ hội đó và đâu là những cái mà nó còn tồn tại.
thì ở đây gì chúng tôi sẽ khắc phục được những cái điểm mà những cơ hội ngoài thị trường kia còn đang gặp phải. Đấy là cái mình anh chị có thể kỳ vọng được. Please. This next part, DAISY methodology, is for AI professionals that explains how we will reach our goals using AI methodologies. Đấy. Và ở đây là DAISY methodology, tức là cái phương pháp của DAISY là như thế nào. Thì đây là cuộc chơi của những người mà phát triển trí tuệ nhân tạo một cách chuyên nghiệp. Và các anh chị biết được phần này sẽ biết là làm thế nào để chúng ta đạt được mục tiêu thông qua trí tuệ nhân tạo. Please. Now I would like to show you the roadmap that we have for the project. Và bây giờ chúng ta sẽ nắm được luôn là cái sự phát triển của thương hiệu này thì nó đi theo một cái lộ trình như nào để các anh chị có thể là tiện theo dõi, có một cái tầm nhìn rất rõ về tương lai khi chúng ta làm việc với nhau. Please. January crowdfunding helped us to start the project as we planned. Đấy, điều đầu tiên là chúng ta, cái bước đầu tiên đó là chúng ta crowdfunding, tức là chúng ta huy động một quỹ để chúng ta khởi động một cái dự án này vào tháng 1 năm 21 vừa rồi. Please. By February, by today, we have the team in place and white paper that explains in details the vision and the roadmap for the project. Đấy. Vào bây giờ tại điểm nói là tháng 2 thì chúng ta thấy lại có cuốn sách trắng của chúng ta nói rõ là phân tích thị trường như thế nào, lý do ra đời chúng ta là sao, điểm mạnh của chúng ta là gì, cũng như là cái tầm nhìn chúng ta làm việc với nhau như là các pha chúng ta làm việc với nhau như thế nào. Please. By April, we plan to launch core application for AI in order to start seeing some preliminary results for DAISY. Đó. Và tháng 4 tới này, tức là 2 tháng nữa thì chúng ta sẽ triển khai một cái ứng dụng chủ chốt chúng ta liên quan đến trí tuệ nhân tạo để chúng ta có thể nhìn thấy là cái sản phẩm nó hiện hữu ra sao trong cái tầm nhìn mà chúng ta đang nói đến là dài hạn này. Please. We will launch Forex as a first market in July. Và vào tháng 7 thì chúng ta sẽ tập trung vào thị trường Forex, thị trường giao dịch ngoại hối là cái sản phẩm đầu tiên vào tháng 7 năm 21. Please. In addition to crypto markets that we're running from day one, from January already. From January, from January, right? Yes, January. Và chúng ta đã biết là Forex này là sự tiếp nối của cái thị trường giao dịch cryptocurrency, tức là thị trường đồng tiền điện tử chúng ta đã thực hiện vào tháng 1 năm 21 rồi. Please. Then we will proceed to other high volatility markets like commodities, ultra ETFs and any other one that we will decide to participate. Đấy, vào quý 4 thì chúng ta sẽ tập trung vào các thị trường hàng hóa, vào những thị trường mà có cái mức biến động rất mạnh về giá. Đấy là chúng ta sẽ thử nghiệm cái giai đoạn này và thị trường hóa và thị trường biến động rất mạnh về giá. Please. And 2022 will be the year of the DAISY product. Và chúng ta sẽ bước sang 2022 với những rất nhiều sản phẩm thú vị của DAISY. Before I show you our testing results from January, I would like to show you the diagram of Endotech and DAISY. Đó. Và đây là những thông tin ban đầu của DAISY mà chúng ta đã vận hành cho đến nay vào tháng 1, từ tháng 1 năm 21 cho đến nay. Đây là một cái kết quả mà tôi muốn chia sẻ với anh chị. Please. Endotech has full infrastructure for algorithmic trading that is working from 2018 on crypto markets. Đó, thì bản chất là chúng ta đang vận hành một cái nền tảng mà nó có tiền sử, tức là đã vận hành trước đó từ năm 2018 và bây giờ chúng ta đang tiếp tục. Please. And DAISY is supposed to be part of this infrastructure that helps to improve the results. Và với cái lịch sử từ 2018 như vậy thì là đây là cái nền tảng mà đã được chứng minh
là có hiệu quả trong công tác giao dịch ngắn hạn này. Specifically, help us to choose assets and to improve strategies while they are performing. Và chúng ta cũng đã có phần lựa chọn những cái mảng tài sản khác nhau để thực hiện giao dịch làm sao mà có hiệu quả nhất. Please. People that joined in January the crowdfunding, they can see in their Daisy application the following results. Và đối với những ai mà đã tham dự cái chương trình này tính từ tháng 1 21 thì cũng đã nhìn thấy những kết quả mà tôi vừa nói với quý vị. Please. We received in crowdfunding 25.6 million for the testing. Và vào cái phần khởi động vào tháng 1 21 đó, chúng ta đã huy động một lượng tiền là 25,6 triệu đô để có những cái phần chạy thử ban đầu. Please. And currently we stand at 30.5 million in current revenues, current balance. Đó. Và cho đến thời điểm nói hiện tại thì chúng ta đang huy động một số tiền hiện nay nó là 30,5 triệu đô la như các chị nhìn thấy trên mặt trên màn hình, please. We made 19.12% since the beginning. Và như vậy chúng ta đã có một cái phần lợi nhuận lãi kép ở đây là 19,12% từ khi chúng ta khởi động dự án như các chị thấy trên màn hình, please. And if you look at individual contributors' balances, you will see that individual contributor made a little bit less. Đó. Và có một cái phần khác nữa mà mang tính cá nhân đó thì đóng góp một phần ít hơn ở đây là 18.79%, please. And the reason is the initial phase of the Tron conversion for each individual contributor. Đấy, thì cho cái phần đóng góp cá nhân đấy thì đấy là do cái phần công nghệ cho phần cá nhân này là nó là cái yếu tố ảnh hưởng đến cái con số này, please. What I want to show you now is where this number is coming from. Và tôi sẽ lý giải các anh chị là thế con số này nó có cái nguồn gốc xuất xứ từ đâu, please. When we look at our Daisy account at Binance. Và khi chúng ta mở cái tài khoản của Daisy tại Binance ra thì please. You can see 47 sub accounts that currently run Daisy fund. Đấy thì chúng ta thấy có 47 cái tài khoản nhỏ, thấy cái chỗ trỏ chuột các anh chị ạ. 47 tài khoản nhỏ của cái tài khoản chúng ta tại Binance, please. You can see 1 million in our spot account. Ở đây chúng ta thấy con số là 1 triệu đô hơn một tí, đúng không ạ? Cái phần vừa bôi các anh chị nhìn con trỏ chuột đôi ở trong tài khoản spot, tài khoản giao ngay. Please. And 4.3 as a sum of spot sub accounts. Và 4,3 triệu đô là trong cái khoản tài khoản bên trong của cái tài khoản spot đó. Please. And on the future side, you see 25 million in sub accounts. Đó. Và ở cái tài khoản future ấy thì con số nó là hơn 25 triệu đô một chút, đúng không? Hơn 25 triệu đô với cái hợp đồng quyền chọn tương lai ấy. Please. So the sum is 30,565,000, which is updated every hour. Và tôi cũng xin thông báo rằng là con số 30,500,000 hơn một tí như các chị vừa nhìn con trỏ ấy là con số tại thời điểm nói, con số thực, và nó được cập nhật sau mỗi một tiếng đồng hồ. Please. So I showed you that Binance account is the place where we take the numbers into your Daisy application. Đấy là cái ứng dụng của chúng ta trên nền tảng Binance. Please. Now I would like to show you our back office where we actually run the algos.
Đấy. Thế thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ thêm với anh chị về cái back office, tức là cái văn phòng của chúng ta khi mà chúng ta diễn ra các hoạt động thực tế là như nào, please. We have here 25 different portfolios. Ở đây chúng ta nhìn thấy con số 25, đấy là danh mục đầu tư 25 cái danh mục đầu tư khác nhau mà chúng ta có thể đang vận hành, please. Each of them can be connected to multiple sub accounts in Binance. Và với 25 danh mục đầu tư khác nhau này, nó sẽ nối với các tài khoản phụ khác nhau của chúng ta tại Binance. And we will see example of just one portfolio. Và đây là ví dụ của một cái danh mục đầu tư, một trong số 25 danh mục đầu tư mà vừa nói trên nhé. Chúng ta cùng theo dõi nhé, please. We started this account with 2.8 million. Ở đây ấy, là chúng ta khởi sự cái tài khoản này với số tiền là 2,8 triệu đô vào tháng 1 năm 21, ngày bao nhiêu đấy, chúng ta đã cùng xem, please. And then if you follow the green line of the balance, we ended up with 5.6 million on this account. Và ở đây, tại thời điểm nói, thì chúng ta nhìn cái sự phát triển của tài khoản ấy, thấy chưa? Cái đường xanh ấy, thì bây giờ là con số đã lên tới 5,6 triệu đô, là con số mới nhất mà chúng ta có nhìn thấy, please. And then you can see it, now we are flat in the balance, and also we are flat in positions. We don't have any positions on Bitcoin. Đấy, thế thì cái đường bên dưới là cái đường tài khoản hiện tại, tức là tài khoản quỹ. Còn đường bên trên ấy là cái đường cái tài khoản equity, tức là tài khoản tài sản chúng ta. Và cả hai cái đường này nó đang đi phẳng với nhau ấy, đồng nghĩa với việc là chúng ta đã chốt hết tất cả lệnh, và bây giờ ấy là quỹ và tài sản ấy là bây giờ chúng ta không có giữ cái vị trí nào đang đầu tư nữa, please. In the execution, you can see all the trades that we made. And the first trade that entered long position, that entered long position is 33.8 on 1st of February. Đấy. Và hễ những ai mà có một chút hiểu biết về ngành giao dịch, tức là ngành trading hoặc ngành chứng khoán, là stock vân vân ấy, thì sẽ hiểu được đây là một cái lệnh mua BTC, tức là Bitcoin, vào ngày 1 tháng 2 năm 21 với cái giá vào là 33.8, please. And we started to gradually exit the trade, the position, from 49 till very end of 57. Đó. Như vậy ấy, mình mua thì mình mua ở 33.8 và mình thoát các lệnh, tức là mình chốt lời ấy, thì nó đâu đó từ 49 đến tận 57. Đấy, các anh chị tự nhấn tính ra tỷ lệ phần trăm nhá, please. With final 66 lot on 53,000. Và cái số lượng vào lệnh chúng ta nhìn rất rõ đây là số lượng lot đấy, các anh chị nhìn thấy con chuột vừa trỏ vào ấy là 66 lot và ở cái giá là 53.000. Please. Just to show you the prices, we entered at 33, which is somewhere here, on 1st of February. Đấy. Còn đấy là về con số. Còn nếu như ai muốn có một cái trình bày mang tính đồ họa để các anh chị tưởng tượng về mặt hình học, thì cái con cái nến đỏ ấy là ngày mùng 1 tháng 2 năm 21. Đấy là điểm vào của chúng ta, lệnh long, lệnh mua. Please. And then we started to exit from 49 and till 57, basically taking the full trend. Đấy. Và chúng ta thấy rồi đấy, chúng ta đã chốt lời ở tận 49 và vào có 33.8, rồi câu chuyện đấy, câu chuyện chốt lời nó cũng không phải là câu chuyện một điểm vì nó đi theo sóng nhé. Thì nó lên đến tận 59 cơ mà, từ 49 đến 57. Please. And exiting final lots at 53.
Và chúng ta chốt lời lần cuối khi mà xuống ở đảo chiều và chúng ta đã ăn trọn con sóng này rồi, trên đỉnh sóng rồi. Chốt lại con sóng cuối cùng, cái lệnh cuối cùng vào ở điểm 53, please. And currently we are flat because market is in extreme volatility. Và lý do tại sao tài sản và vốn chúng ta lại đang phẳng là bởi vì nó đang trong pha điều chỉnh và thị trường đang biến động bất lợi đối với cái nhịp đánh lên của chúng ta. Please. Daisy will help us in two ways. One is to have correct exit. For example, here we could exit very much at the end and not take earlier trades. Và tôi phải nói luôn là cái công nghệ của chúng ta, Daisy của chúng ta có thể làm được gì? Điều thứ nhất là nó cho phép chúng ta thoát lệnh, chúng ta chốt lời ở những điểm rất tối ưu khi mà cuối con sóng nó đã có thể đạt được và chúng ta chờ đến đỉnh sóng thì chúng ta mới chốt. Please. And second, while crypto market has extreme volatility, we could trade on other markets during this period and not just patiently wait for the next trade. Và khi mà thị trường crypto, Bitcoin nó vào pha điều chỉnh, mà chúng ta biết, hễ những ai có hiểu biết về đầu tư, chúng ta biết vào pha điều chỉnh nó chạy rất phức tạp, thì chúng ta đang chuyển sang giao dịch một loại hàng hóa khác mà không dạy gì vào thêm để chúng ta mất tiền trong bối cảnh này. Please. So that's probably it for today. I showed you the back office where we trade. I showed you the Binance account where the trading is shown through Binance and your Daisy application where you can see the final numbers. Đấy, như vậy chúng ta đã nhìn thấy những cái thông tin từ Binance account, chúng ta thấy cụ thể về chúng ta, cái quỹ chúng ta, tiền chúng ta nó đi như nào để là mà nó sinh lời rồi. Please. So thank you Pham for translating and I'll pass it back to Ilya. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với phần trao đổi của anh Ilya. Please. Thank you Dr. Anna. I think for our Vietnamese community it was kind of, you know, first Zoom session with you. So I expect in the future when we have already hundreds and thousands people in the community, maybe we can set up one more Zoom and talk more about product side of the business. Pleasure. Thế thì đây là cái phần mà chúng ta đã có cái sự khởi đầu làm việc với nhau, thì đó có sự chia sẻ của tiến sĩ Anna, và khi mà tôi kỳ vọng con số chúng ta cỡ khoảng độ 100 người hoặc là 1000 người thì chúng ta sẽ hy vọng sẽ có phần chia sẻ thêm của Anna nữa để chúng ta có cái nhìn sâu sắc và rõ ràng hơn. Please. Thank you very much for taking your time from your busy schedule. I know how much you care about all the markets that we work with and we really appreciate this. Và tôi rất cảm ơn cái sự dành thời gian của các quý nhà đầu tư cũng như là các anh chị cũng như là các thủ lĩnh đã dành, tôi biết các anh chị còn rất nhiều chương trình khác nữa nhưng các anh chị đã dành thời gian và tôi cũng biết là cái sự quan tâm của anh chị cũng rất quan tâm đến chương trình kiểu như thế này. Please. You know, there is a function here to raise a hand, right? Raise a hand. Maybe our listeners, our participants, they can raise a hand and just say thank you to Dr. Anna that she took her time and that she presented for Vietnamese market. Đấy, tôi thấy một số người đang giơ tay, tôi cũng hiểu là có thể đây là cái lời cảm ơn đối với phần chia sẻ này đến từ tiến sĩ Anna cũng như đến từ tôi hiểu rằng là như vậy. Please. Yeah. Thank you, thank you. And I would like to wrap it up maybe in a couple minutes. But before I do this, I want to put emphasis on how it is important for Daisy to be transparent. Và có lẽ là cái thời lượng chúng ta cũng đã chuẩn bị đi đến hồi kết. Tuy nhiên tôi cũng muốn nhấn lại một số điểm để chúng ta tiện nắm được và theo dõi về cái tính minh bạch của cái thương hiệu kiểu như là Daisy như này. Please. I'm coming from marketing background. I've seen many times how the companies change the rules, change the pay plan, terminate people,
and treat people like garbage. Tôi là có rất kinh nghiệm sâu sắc về từ cái góc nhìn của marketing, nên tôi đã nhìn thấy những cái ví dụ, những cái trường hợp mà công ty sau khi ra đời thì đã thay đổi nguyên tắc làm việc, thay đổi chính sách và đối xử với những người tham gia, các nhà đầu tư một cách tương đối là tàn tệ và có vẻ như là không sẵn sàng lắng nghe những nhà đầu tư. Please. I've seen many times how people join companies, especially in the last few years, financial companies, and get cheated and get ripped off by scammers, actually, right? By fraudulent activity. Và tôi cũng biết đã có những cái đâu đó ở thị trường Việt Nam, đâu đó ở thị trường quốc tế, người ta đã gặp những công ty là mang tính là không trung thực, công ty mang tính cũng lừa tiền. Đấy, và tôi biết cái chuyện đấy nó đã từng xảy ra ở Việt Nam và một số nước. So for Daisy, transparency is the key, and because on the marketing side we work on a smart contract which is decentralized and 100% transparent. Đó. Và chính vì vậy mà ở Daisy thì chúng tôi đề cao cái tính transparent, tức là cái tính gọi là minh bạch ở đây. Và chúng ta đều có những cái lệnh, chúng ta đều có những cái giao dịch mà nó chứng minh cho những cái hoạt động của cái nguồn vốn của chúng ta nó đang dừng ở đâu, nó hoặc làm nào, xin lời, please. And at the same time, we have full transparency on the product side. Và đồng thời không chỉ trong vấn đề là giao dịch như thế nào mà chúng ta còn truyền thông rất rõ là chúng ta đang sinh lời từ sản phẩm nào, từ cái sản phẩm đó ra bao nhiêu, và nói tóm lại rất rõ ràng trong cái việc là làm thế nào để tiền chúng ta nó đẻ ra tiền. Please. And you never find a company in our industry where the CEO of the company walks you through the back office and through the back office of Binance and show you exactly where the money coming from and show you that the balance in the back office of Daisy matches the balance in Binance accounts. Đấy, thì chúng ta sẽ không có cái chuyện mà có cái tiền lệ mà biết được là tài khoản Binance là như thế, mà cả CEO của một cái thương hiệu mà cho chúng ta biết được là ở Binance như thế, mà nó khớp với cái việc mà cái tiền nó minh bạch như thế nào, làm sao tiền nó lại khớp với nhau như thế và làm thế nào mà lại đẻ ra tiền như vậy. Không có chuyện đó trong tiền lệ. Please. And we are doing this because we want to build the trust worldwide with all the markets on this planet. And once we build the trust within this year, we will just go beyond the limits. The sky is the limit. Và chúng tôi biết cái việc này là quan trọng bởi vì chúng tôi muốn là chúng ta làm việc với nhau thì chúng ta phải có cái độ tin cậy tưởng nhau, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta vừa làm chúng ta vừa ngờ. Đấy, thì chúng tôi làm điều này cũng không chỉ cho một nhóm các anh chị mà làm cho rất nhiều các cộng đồng khác nhau trên thế giới, trên các nước khác nhau. Đấy là cái điều mà chúng tôi hướng đến để hướng đến một cái tầm nhìn lâu dài, please. So guys, I encourage you to prepare for the launch. It's going to be big, big, epic launch. We target for March 15th. Và như vậy thì tôi cũng xin gửi một cái thông điệp rất là chân thành và thẳng thắn và trực tiếp đến tất cả các nhà đầu tư, các thủ lĩnh và các nhà xây dựng hệ thống rằng chúng ta đang hướng đến một cái việc khai trương thương hiệu chúng ta vào ngày nhắm vào ngày 15 tháng 3 tới để chúng ta đều có những cái kế hoạch hành động một cách rất là chi tiết và quyết liệt. And from the next week I believe it would be good idea actually to organize Zoom with a presentation, with a pipeline explanation, right, to Vietnamese market, and we will speak with the leaders of your teams, right? Maybe we can put something together. Đấy, và hy vọng những lần tới thì chúng ta sẽ có những cái tài liệu để chúng ta có thể có con số để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau, và chúng ta sẽ có cơ hội để nói chuyện thảo luận sâu hơn với các leader, tức là các thủ lĩnh tại thị trường Việt Nam chúng ta. Please. So I personally believe, because I know I've seen Vietnamese markets explode in other company, I believe that Vietnamese market is going to be in top 5 in Daisy.
Và cá nhân tôi thì tôi đã chứng kiến những cái lần trước ở các thương hiệu khác mà thị trường Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ như nào, bùng nổ ra sao và các chị quyết liệt như nào, như chiến binh như thế nào, thì lần này tôi cá nhân tôi tin rằng các anh chị sẽ có thể bùng nổ như vậy và thậm chí còn hơn nữa, có thể nằm trong top 5 thị trường hàng đầu trên thế giới. Please. I know how much you guys love crypto. I know how much you guys love to increase your money, right? To use some opportunities. I believe you can even beat China. Và tôi biết rằng là các anh chị cũng đã có một niềm đam mê cũng tương đối sâu sắc với đồng tiền điện tử. Tôi cũng biết rằng các anh chị có một cái khát khao mạnh mẽ như nào để chinh phục các thị trường và đứng nằm trong top đầu. Và tôi cũng biết đâu đấy, các anh chị hoàn toàn có thể đánh bại thị trường Trung Quốc. Please. And we are here to support you all the way to your success. Và chúng tôi ở góc độ công ty thì cũng xin sẵn lòng mở lòng để mà hỗ trợ tốt nhất cho các anh chị để chinh phục mục tiêu của chúng ta. Please. So thank you guys. This call is being recorded, so I hope by tomorrow we will upload it on Daisy YouTube channel. Đấy, và xin cảm ơn tất cả thủ lĩnh, xin cảm ơn tất cả nhà đầu tư, xin cảm ơn tất cả những nhà những anh em đã tham gia trong cái phần thị trường cho đến giờ. Và đây là cái phần mà có ghi hình, ghi âm lại, và tôi hy vọng nó sẽ được tải lên kênh của Daisy trên kênh YouTube vào thời điểm có thể là ngày mai. Please. So have a nice evening in Vietnam. Thank you again, Dr. Anna, and see you next time. Bye bye. Và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự chú ý lắng nghe của tất nhà, tất cả quý vị, các nhà đầu tư, các thủ lĩnh. Và xin cảm ơn tiến sĩ Anna đã có phần chia sẻ tuyệt vời. Và xin cảm ơn tất cả vì một mục tiêu sắp tới của chúng ta. Thank you. Cảm ơn. Thank you, Mr. Hero, for your translation. Thanks a lot. Thank you, Dr. Anna. Thank you, Ilya. Thank you. Bye-bye. Yep. Thank See you. You later. Thank you, Nikolai. Bye-bye.